mau chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp bản tánh đều không, trong bản tánh không có hữu tình và pháp đều bất khả đắc, bởi vì trong ấy cũng không phi pháp, nên đại bồ tát làm sao vì các hữu tình cầu mau chứng trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các pháp chứng được bản tánh đều không, trong bản tánh không hữu tình và pháp đều bất khả đắc, bởi vì trong ấy cũng không phi pháp. Thiện hiện nên biết, nếu tất cả pháp tánh chẳng không, thì các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên an trụ vào lý bản tánh không, cầu mau chứng được trí nhất thiết trí, vì sự lợi ích cho hữu tình mà thuyết pháp bản tánh không. Bởi vì tất cả pháp bản tánh không đều không, cho nên các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ vào lý của tất cả pháp bản tánh đều không, để cầu mau chứng đắc trí nhất thiết trí, vì làm lợi ích cho hữu tình mà thuyết pháp bản tánh không. Các pháp bản tánh đều không là như thế nào mà các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết rõ bản tánh không rồi, an trụ vào bản tánh không ấy, vì các hữu tình mà thuyết pháp. Thiện hiện nên biết, sắc cho đến thức bản tánh đều không, nhãn xứ cho đến ý xứ bản tánh đều không, sắc xứ cho đến pháp xứ bản tánh đều không, nhãn giới cho đến ý giới bản tánh đều không, sắc giới cho đến pháp giới bản tánh đều không, nhãn thức giới cho đến ý thức giới bản tánh đều không, nhãn xúc cho đến ý xúc bản tánh đều không. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, bản tánh đều không. Địa giới cho đến thức giới bản tánh đều không. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên bản tánh đều không. Các pháp theo duyên sanh ra bản tánh đều không. Vô minh cho đến lão tử bản tánh đều không. Bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa bản tánh đều không. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bản tánh đều không. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ bản tánh đều không. Thánh đế khổ tập diệt đạo bản tánh đều không. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc bản tánh đều không. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo bản tánh đều không. Pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện bản tánh đều không. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ bản tánh đều không. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa bản tánh đều không. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa bản tánh đều không. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, bản tánh đều không. Năm loại mắt, sáu phép thần thông, bản tánh đều không. Mười lực Như Lai, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, bản tánh đều không. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, bản tánh đều không. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, bản tánh đều không. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, bản tánh đều không. 32 tướng, 80 vẻ đẹp, bản tánh đều không. Quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, bản tánh đều không. Tất cả hạnh của đại bồ tát, bản tánh đều không. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, bản tánh đều không. Đoạn trừ tất cả sự tương tục của tập khí phiền não, bản tánh đều không. Trí nhất thiết trí, bản tánh đều không. Các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết sắc vân vân năm uẩn nói rộng cho đến trí nhất thiết trí bản tánh là không rồi, trụ vào bản tánh không, vì các hữu tình mà giảng thuyết chánh pháp bản tánh không như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, nếu tánh pháp nội không, bản tánh chẳng không, cho đến tánh pháp vô tính tự tính không, bản tánh chẳng không, thì các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên vì các hữu tình mà giảng thuyết tất cả pháp bản tánh đều không. Nếu nói như thế thì tức là làm hoại bản tánh không, nhưng lý bản tánh không không thể hoại, chẳng thường chẳng đoạn. Vì sao? Vì lý bản tánh không, không có phương hướng, không nơi trốn, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Lý không như vậy gọi là pháp trụ. Trong đây không pháp, không tụ, không tán, không giảm, không tăng, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Bản tánh trụ vào tất cả pháp. Các đại bồ tát an trụ trong ấy, cầu mau chứng đắc trí nhất thiết trí, không thấy có pháp có sự mong cầu chứng đắc, cũng không thấy có pháp không có sự mong cầu chứng đắc, vì tất cả pháp đều vô sở trụ, nên gọi là pháp trụ. Các đại bồ tát an trụ trong ấy hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thấy tất cả pháp bản tánh không rồi, nhất định ở nơi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, quyết không thối chuyển. Vì sao? Vì đại bồ tát này không thấy có pháp có thể chướng ngại,
vì thấy tất cả pháp không chướng ngại, nên đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không sanh nghi ngờ, cũng không thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, các đại bồ tát trụ trong tất cả pháp bản tánh không, quán bản tánh không đều vô sở đắc, nghĩa là ngã hữu tình, nói rộng cho đến người biết, người thấy và sự hoạt động kia đều bất khả đắc, sắc cho đến thức và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhãn xứ cho đến ý xứ và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, sắc xứ cho đến pháp xứ và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhãn giới cho đến ý giới và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, sắc giới cho đến pháp giới và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhãn thức giới cho đến ý thức giới và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhãn xúc cho đến ý xúc và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, địa giới cho đến thức giới và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, các pháp theo duyên sanh ra và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, vô minh cho đến lão tử và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, thánh đế khổ tập diệt đạo và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, tám giải thoát cho đến mười biến xứ và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, năm loại mắt, sáu phép thần thông và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, tất cả hạnh của đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, pháp hữu lậu vô lậu và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, pháp thế gian xuất thế gian và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, pháp hữu vi vô vi và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc, 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ và sự hoạt động kia cũng bất khả đắc. Thiện hiện nên biết ví như có Như Lai ứng chánh đẳng giác, hóa làm bốn chúng là Bí Xô, Bí Xô Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, giả sử có vị hóa Phật sống lâu một kiếp hoặc hơn một kiếp. Vì bốn chúng được hóa ấy mà giảng thuyết chánh pháp, ý ông thế nào hóa chúng như thế có thể chứng được quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, quả bồ đề, cho đến chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối chuyển không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không chứng được, vì sao? Vì những chúng biến hóa này đều không thật, chẳng phải pháp không thật mà có thể được thọ ký bất thối chuyển. Phật dạy, này thiện hiện, các pháp cũng vậy, bản tánh đều không, quyết không thật sự. Đối với đại bồ tát nào vì các hữu tình mà giảng thuyết những pháp gì có thể làm cho họ chứng đắc quả dự lưu, cho đến được thọ ký bất thối chuyển. Thiện hiện nên biết, các đại bồ tát tuy vì hữu tình giảng thuyết pháp không, nhưng các hữu tình thật bất khả đắc, vì thương xót họ bị đọa trong pháp điên đảo nên cứu vớt làm cho trụ vào pháp không điên đảo. Pháp không điên đảo là pháp không còn phân biệt, không còn phân biệt tức là không điên đảo. Nếu người nào còn phân biệt thì còn điên đảo và còn trong quả đẳng lưu. Thiện hiện nên biết, điên đảo tức là pháp không điên đảo, trong không điên đảo không có ngã và hữu tình, nói rộng cho đến không có người biết người thấy, cũng không có sắc uẩn cho đến thức uẩn, cho đến cũng không có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Thiện hiện nên biết, vô sở hữu này là bản tánh không. Các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ trong đây, thấy các hữu tình đọa vào tưởng điên đảo, dùng phương tiện thiện xảo độ họ được giải thoát, nghĩa là giải thoát không có ngã, tưởng có ngã, nói rộng cho đến không có người thấy biết tưởng, có người thấy biết,
cũng giải thoát không có sắc tưởng, có sắc nói rộng cho đến không có 80 vẻ đẹp tưởng, có 80 vẻ đẹp. Cũng làm cho giải thoát năm thủ uẩn vân vân các pháp hữu lậu, giải thoát bốn niệm trụ vân vân các pháp vô lậu. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân các pháp vô lậu chẳng phải là thắng nghĩa, vô sanh, vô diệt, vô tướng, vô vi, vô hỷ luận, vô phân biệt. Vì vậy nên giải thoát các pháp trên. Chân thắng nghĩa tức là bản tánh không. Bản tánh không ở đây tức là sự tu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chư Phật. Thiện hiện nên biết trong đây không có ngã cho đến người thấy có thể đắc, không có sắc uẩn cho đến thức uẩn có thể đắc, không có nhãn xứ cho đến ý xứ có thể đắc, không có sắc xứ cho đến pháp xứ có thể đắc, không có nhãn giới cho đến ý giới có thể đắc, không có sắc giới cho đến pháp giới có thể đắc, không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới có thể đắc, không có nhãn xúc cho đến ý xúc có thể đắc, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc, cũng không địa giới cho đến thức giới có thể đắc, không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên có thể đắc, không có các pháp theo duyên sanh ra có thể đắc, không có vô minh cho đến lão tử cũng không, không có bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không, không có pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không có thể đắc, không có chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có thể đắc, không có thánh đế khổ tập diệt đạo có thể đắc, không có bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo có thể đắc, không có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc, không có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể đắc, không có tám giải thoát cho đến 10 biến xứ có thể đắc, không có tịnh quán địa cho đến Như Lai địa có thể đắc, không có cực hỷ địa cho đến pháp vân địa có thể đắc, không có pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa có thể đắc, không có năm loại mắt, sáu phép thần thông có thể đắc, không có 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc, không có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả có thể đắc, không có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có thể đắc, không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc, không có quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề có thể đắc. Không có các hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thể đắc. Không có 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ có thể đắc. Thiện hiện nên biết các Đại Bồ Tát chẳng vì đạo quả, vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chỉ vì các pháp bản tánh không nên cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bản tánh không này chẳng đầu giữa sau, bản tánh đều không, không có đoạn nào là chẳng không. Các Đại Bồ Tát trụ bản tánh không ba la mật đa, vì muốn giải thoát các loài hữu tình, chấp tưởng hữu tình và tưởng pháp, nên hành trí đạo tướng. Đại Bồ Tát này khi hành trí đạo tướng, tức là hành tất cả đạo, đó là đạo Thanh Văn, đạo Độc Giác, đạo Bồ Tát, đạo Như Lai. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này đối với tất cả đạo được viên mãn rồi, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thọ mạng lâu dài, chứng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đã chứng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi mới có thể làm cho Phật nhãn thường không đoạn diệt. Phật nhãn là như thế nào? Đó là bản tánh không. Chư Phật đời quá khứ, vị lai, hiện tại, trụ khắp mười phương thế giới, vì các hữu tình mà giảng thuyết chánh pháp, đều dùng bản tánh không này mà làm Phật nhãn. Thiện hiện nên biết chắc chắn không có vị Phật nào lìa bản tánh không mà xuất hiện ở đời. Chư Phật ra đời đều thuyết nghĩa bản tánh không. Cốt yếu giáo hóa hữu tình nghe Phật thuyết nghĩa bản tánh không mới nhập vào thánh đạo chứng được thánh quả. Nếu lìa bản tánh không thì không có phương tiện nào khác. Vì vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, nên phải an trụ vào lý bản tánh không, tu hành sáu pháp ba la mật đa và các hạnh của Đại Bồ Tát. Nếu đã an trụ vào bản tánh không, tu hành sáu pháp ba la mật đa và các hạnh của Đại Bồ Tát, thì chắc chắn chẳng thối lui trí nhất thiết trí thường làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát rất là hy hữu đặc biệt, tuy hành tất cả pháp bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không thường không hoại diệt, nghĩa là không chấp sắc thọ tưởng hành thức khác bản tánh không, cho đến không chấp quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật khác bản tánh không. Bạch Thế Tôn, sắc tức là bản tánh không tức là sắc, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật.
Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Các đại Bồ Tát rất hy hữu, tuy hành tất cả pháp bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không thường không hoại mất. Thiện hiện nên biết, sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc, sắc tức là bản tánh không tức là sắc. Cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết, nếu sắc khác bản tánh không khác sắc, sắc chẳng phải bản tánh không chẳng phải sắc, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật khác bản tánh không khác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng phải bản tánh không chẳng phải quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Thì các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên quán tất cả pháp bản tánh đều không, cũng không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, vì sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc, sắc tức là bản tánh không tức là sắc, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì thế nên các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán tất cả pháp bản tánh đều không mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì lìa bản tánh không, không còn một pháp nào là thật có, thường hằng, hoại diệt. Trong bản tánh không cũng không có một pháp nào là thật có, thường hằng, hoại diệt. Chỉ vì những kẻ ngu si, mê lầm, điên đảo, suy nghĩ có khác nhau. Nghĩa là phân biệt sắc khác bản tánh không, cho đến phân biệt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật khác bản tánh không. Vì những kẻ ngu si này phân biệt các pháp cùng với bản tánh không có khác nhau, nên không như thật biết sắc, không như thật biết thọ tưởng hành thức. Bởi vì chẳng biết nên chấp trước sắc, chấp trước thọ tưởng hành thức. Do chấp trước nên đối với sắc chấp có ngã và ngã sở, đối với thọ tưởng hành thức chấp có ngã và ngã sở. Do vì vọng chấp có vật trong ngoài, còn thọ thân đời sau có sắc thọ tưởng hành thức. Do đây nên không thể giải thoát các đường sanh lão bệnh tử, sầu than khổ ưu não, qua lại trong ba cõi luân chuyển không ngừng. Do nhân duyên này nên các đại Bồ Tát trụ vào bản tánh không ba la mật đa, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không chấp thọ sắc, cũng không hoại sắc, hoặc không hoặc chẳng không, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng không hoại quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, hoặc không hoặc chẳng không. Vì sao? Vì sắc chẳng hoại không, không chẳng hoại sắc, nghĩa là đây là sắc, đây là không, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng hoại không, không chẳng hoại quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Nói đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, đây là không. Ví như hư không chẳng làm hoại hư không, cõi hư không trong không làm hoại cõi hư không ngoài, cõi hư không ngoài chẳng làm hoại cõi hư không trong.